Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì trong khuôn khổ video này em sẽ giới thiệu về một chiếc xe đang giá rất tốt về hiện tại. Toyota Altis giá bán tháng 12 và chính sách tháng 1. Còn nếu mà hiện tại tháng 12 bên em đang còn một vài xe phiên bản G, phiên bản E giá đang rất tốt. Anh chị trong lịch sử thì chưa khi nào mà Altis có thể rẻ như bây giờ, bởi vì là trong tháng 12 này vẫn đang có ưu đãi từ nhà máy và ưu đãi kép từ nhà nước, nên là khi mà anh chị lấy Altis thì chỉ rơi vào khoảng hơn 700 là có thể lăn bánh một chiếc Toyota Altis ra ngoài đường. Thì hiện tại bên em vừa mới đăng ký xong một chiếc bản G, giá niêm yết là 763, ra biển nó rơi vào tầm 750, thì rẻ hơn cả giá niêm yết. Màu trắng ngọc trai. Thì xe thì sắp tới đã được cập nhật phiên bản mới, tuy nhiên nó phải đến ra Tết của năm sau. Thì hiện tại nếu anh chị nào quan tâm đến cái giá trị cốt yếu của một chiếc xe là động cơ, khung gầm, cách âm và cảm giác lái thì Altis vẫn là một cái tên tuổi mang đến sự yên tâm cho anh chị. Thiết kế thì cũng được trẻ trung hơn rất nhiều qua một số thay đổi, thêm là bộ body kit. Còn về máy móc động cơ khung gầm thì khỏi phải bàn rồi. Tuy nhiên là nhược điểm của nó là cái option nó cũng không được thời thượng so với những cái dòng xe hạng B, hạng C hiện tại. Tuy nhiên là cái giá xe hiện tại thì đang rất tốt, nếu anh chị nào mà cũng không quan tâm nhiều về option, cũng như là không để ý nhiều về các cái ngoại hình hay là nội thất lắm thì có thể là lấy chiếc này, giá đi thì cực hợp lý rồi. Hiện tại nếu mà em tính sơ bộ cho anh chị là phiên bản E chẳng hạn, thì anh chị đang giá niêm yết là 633 triệu. Hiện tại thì đang giảm 63 triệu tiền mặt và nhà máy giảm thuế thì nó chỉ loanh quanh tầm 700 là có thể lăn bánh một chiếc này ra ngoài đường. Nên là nếu mà so với cả vay ớt chẳng hạn, vay ớt hiện tại cũng phải tầm 501 để lăn bánh ra ngoài đường, thì anh chị bảo thêm có 100, hơn 100, tầm 120 triệu để lên một phân khúc hạng C, máy cực ngon, cách âm tốt và độ bền thì khỏi phải bàn rồi. Thì anh chị nghĩ như nào về cái phương án em vừa đưa ra? Còn nếu mà anh chị muốn lấy bản tháng 1 2021 để được cái đời xe nó nhỉnh hơn một đời thì có thể liên hệ giúp em, thì em sẽ sắp xếp và lên kế hoạch cho anh chị làm sao nó phù hợp nhất. Và cái nếu anh chị có thắc mắc về cái hỗ trợ tài chính thì có thể liên hệ giúp em, thì em sẽ giải đáp luôn. Đó, em xin phép là hẹn anh chị ở video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.